Xin chào mọi người, hôm nay Ivy Spa sẽ cho mọi người xem một ca da khách điều trị mụn tại Ivy Spa. Và trước khi mà mình chia sẻ và xem hình ảnh thực tế của khách hàng thì mình sẽ cùng xem hình ảnh trước khi mà khách hàng đến điều trị tại Ivy Spa nha mọi người nha. Đây là hình ảnh thực tế của khách hàng. Thì mọi người có thể thấy rõ ha, trên mặt hầu như bị mụn hết hoàn toàn và không có một chỗ nào mà không bị mụn. Mình có thể nói một câu như vậy, từ vùng cằm, hai má cho đến vùng trán và ngay cả thái dương luôn nha mọi người, mà thấy rõ không? Những cái cục mụn sần này và những cái viêm sưng đỏ này mọi người thấy không? Nó sưng đỏ và nó mới có những cái mủ bên trong này. Đó. Và bên cạnh đó mình còn bị sẹo rỗ nữa nha mọi người ha. Mọi người thấy hình ảnh da khác không? Sẹo rỗ này, má rất là nặng luôn. Và bên cạnh đó tình trạng mụn nữa ha. Mọi người thấy rõ ha. Mụn ẩn dưới da rất là nhiều luôn. Hầu như ở trên mặt toàn bị mụn hết hoàn toàn luôn ha mọi người ha. Và mình sẽ cùng nhau cùng xem hình ảnh da của khách hàng sau quá trình điều trị tại Ivy Spa. Ở đây hình ảnh sau quá trình điều trị ha mọi người ha. Mọi người thấy da khách hàng sao rất là tuyệt vời luôn ha. Một cái làn da gọi là căng bóng và láng mịn. Và bây giờ bé khách vẫn còn đang trong quá trình phục hồi da và điều trị với mọi người ha. Và tình trạng mụn đã cải thiện đi rất là nhiều luôn. Mọi người thấy da đấy rõ là cái vùng trán rồi và hai má và vùng mũi, vùng cằm. Hiện tại tình trạng da của khách hàng không phải là không còn là bị thâm với mọi người ha, mà là cái vấn đề da non mới sau quá trình điều trị, vì những cái vùng mụn của mình đang bị tổn thương và nó sẽ phải phục hồi khi mà mình xử lý những mụn. Và bên với phương pháp bên Ivy Spa thì mọi người sẽ hoàn toàn yên tâm là không để lại thâm và mụn và sẽ rỗ trong quá trình. Thì ra những lớp da non mới sau quá trình điều trị càng ngày nó sẽ càng khỏe hơn và nó sẽ mờ đi hơn nha mọi người ha. Nó sẽ là một như lớp da bình thường, một lớp da đẹp hơn và láng mịn hơn nữa. Bây giờ mình sẽ chia sẻ trực tiếp với bé, với bạn khách hàng này ha. À, em ơi, em giới thiệu tên của mình và hiện tại em đang là học sinh hay là đi làm rồi em ha? Dạ, em tên là Như Quỳnh, hiện tại thì em đang là sinh viên năm nhất ạ. À, rồi Quỳnh ơi, cho chị hỏi là trước khi mà em đến điều trị tại Ivy Spa thì em đã từng làm những phương pháp gì trước khi đến điều trị em ha? À, em tự nghiên cứu, ý là em xem trên mạng với cái loại kem nào mà có thể trị được mụn nè, thâm nè. Rồi em sẽ mua, nhưng mà em mua cũng rất là nhiều. Em mua rất là nhiều luôn. Rất là nhiều và cũng có một cái đó là em tự lấy mụn ở nhà nữa, tự nặng nữa. Rồi em còn đắp nha đam, làm đủ thứ các kiểu hết. Nhưng mà nó vẫn kiểu như là nếu mà chị dùng thì nó sẽ một thời gian đầu nó sẽ lặn, nhưng mà sau những thời gian tiếp theo thì nó sẽ lại lên lại. Lên lại. Rồi em có thấy cái vấn đề mà em bị mụn vậy, người ta nói mụn đi thâm ở lại, thì em cái vấn đề mà thâm và sẹo rỗ của em á có ngày càng nặng hơn không? Dạ có, trời kinh khủng lắm luôn, có khi có một thời gian nó còn bị viêm sưng nặng nữa. Viêm sưng nặng luôn ha. Và em có thấy hoang mang và gặp cái vấn đề mà tự ti trong cái vấn đề mà công việc hay vấn đề học hành không? Dạ gặp có. Bạn bè. Dạ có, hầu như những bức hình của em thì em chỉ chụp mà phía sau lưng. Phía sau lưng. Hoặc là nếu mà chụp thì em sẽ không để thấy mặt, em không che mặt đi. Rồi bạn bè em có nói gì về vấn đề da của em không? À, vấn đề da hiện tại hay sao ạ? Vấn đề da trước khi mà em qua điều trị á, khi mà em tự tìm hiểu những loại dòng thuốc, dòng kem á. Rỗ nhiều, thâm cũng nhiều, mụn cũng nhiều, cái gì cũng nhiều hết trơn. Cũng nhiều hết trơn đúng không? Và sau khi mà em điều trị Ivy Spa thì em có thấy một cái sự khác biệt giữa em điều trị tại nhà và điều trị spa không? Dạ có. Khoảng nếu mà lúc trước khi mà mỗi lần mà em đi ra ngoài chơi ấy, thì khoảng một nửa buổi chơi thì da của em hơi là khó chịu, có ngứa, có dầu cũng khá là nhiều. Nhưng mà sau khi mà điều trị á, thì nếu mà lúc đi chơi thì nó không có ra dầu nhiều nữa. Đứng ở ngoài trời ngoài nắng thì, mà thực tế là em không có đứng ngoài nắng đâu, tại vì em không dám. Nhưng mà nếu mà ở ngoài trời thì nó không có bị ra dầu nhiều nữa. Đúng rồi. Nó cũng không có bị ngứa. Đúng rồi. Còn cái vấn đề mụn hiện tại em thì em thấy như thế nào rồi em ha? Nó giảm đáng kể, không đáng kể mà giảm rất nhiều. Giảm rất nhiều luôn. Và em thấy cái kết quả hiện tại thì em theo như cảm bản thân em tự cảm nhận thì phần trăm hiện tại là bao nhiêu em ha? Có thể là 80 hay 90 gì. 80 hay 90 đúng không em ha? Dạ. Em có thấy hài lòng với kết quả mà bên spa mang lại cho em không? Dạ có. Em có lời khuyên gì cho những bạn mà đang bị tình trạng mụn giống em không? Dạ có. Rồi, em khuyên đi. Đầu tiên là các bạn không nên mua những sản phẩm kem hoặc là tự điều trị trước ở nhà, tại vì nếu như vậy thì nó sẽ rất là nặng hơn rất là nhiều. Mà nếu như có tự ti thì cũng đừng nghe lời mọi người nói,
tìm hiểu những spa mình tin tưởng thì mình theo thôi. Nhưng mà nếu mọi người có thể tin tưởng em thì mọi người có thể đến Navi của mình. Cảm ơn em đã chia sẻ ha. Rồi em khuyên rồi mắc cạn rồi ha. Rồi bây giờ em cảm thấy công việc, cảm thấy cuộc sống của mình hơn như thế nào rồi? Có còn bị tự ti giống như mấy lần trước không? Em không không tự ti giống như lúc trước nữa. Ra ngoài cũng thoải mái hơn, nhất là vấn đề dầu ở da mặt nó không bị quá ngứa, không ngứa. Và nói chung là về sản phẩm điều trị mà trong quá trình điều trị em cảm thấy là hoàn toàn ưng ý và cảm thấy phù hợp hết tất cả đúng không? Dạ đúng ạ. Em có thấy bị viêm nhiễm hay bị kích ứng gì không? Dạ không. Quá trình thời gian điều trị cũng không quá là dài với em đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em đã chia sẻ ha. Thì qua đây là cái câu chuyện của bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh thì đang là sinh viên năm nhất, bạn ấy tự điều trị mụn tại nhà và sau đó rất là nhiều lần điều trị mụn tại nhà và kết quả không mang lại như ý muốn thì bạn ấy đã quyết định đến Amispa để điều trị. Khi mà bạn Quỳnh điều trị tại spa thì bạn Quỳnh đã chọn theo liệu trình điều trị có hợp đồng cam kết. Thì đối với những bạn mà mình đang bị những cái tình trạng giống như bạn Quỳnh này hoặc là mình đang tìm những cái phương pháp trị mụn tại nhà mà vẫn chưa ưng ý hoặc là vẫn chưa có hiệu quả cao hoặc là mình đang khi mà mình hết mụn rồi mà nhưng mà vẫn còn hơi thâm rồi lỗ chân lông to và sẹo rỗ thì mọi người hãy tìm cho mình một cái phương pháp điều trị hiệu quả hơn thì mọi người hãy inbox fanpage của Amispa hoặc là mọi người gọi là số hotline để được tư vấn nhanh nhất. Và khi mọi người đến Amispa thì mọi người sẽ được đội ngũ dược sĩ và bác sĩ tư vấn và xoa da hoàn toàn miễn phí. Và bên cạnh đó Amispa sẽ có hợp đồng cam kết điều trị hoặc cam kết 100% hiệu quả và nếu như không hiệu quả thì Amispa sẽ sẵn sàng hoàn lại 100% số tiền mà mọi người đã đóng cho Amispa nên mọi người có hoàn toàn yên tâm. Và nếu như mọi người thấy câu chuyện này có thể giúp và chia sẻ được những cái bạn mà đang giống như bạn Quỳnh hoặc là những cái người bạn bè hoặc là những người chị em trong lớp của mình hoặc ở nhà mình đang y chang giống như bạn Quỳnh thì mọi người hãy chia sẻ hay gửi cái video này trực tiếp ngay cho những bạn đó để những bạn đó không phải mất thời gian và mất quá nhiều chi phí để quá trình điều trị. Và mọi người muốn được nhận được những cái ưu đãi hoặc là những cái livestream thực tế